sống có thể giúp bạn giảm đường huyết. Duy trì lượng đường huyết là cần thiết để giúp ngăn ngừa bệnh tật. Quản lý lượng carb của bạn. Ăn nhiều carb có thể khiến lượng đường trong máu tăng lên. Vì vậy, kiểm soát những gì bạn đang ăn rất quan trọng. Chẳng hạn, ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt hơn ngũ cốc chế biến, vì ngũ cốc nguyên hạt cung cấp giá trị dinh dưỡng lớn hơn, đồng thời làm giảm lượng đường trong máu. Ăn nhiều chất xơ hòa tan. Chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa carb và hấp thụ đường, giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Để có nhiều chất xơ hòa tan hơn, hãy thử kết hợp nhiều yến mạch và bột yến mạch, đậu, táo và trái cây họ cam quýt. Có được giấc ngủ chất lượng tốt. Giấc ngủ duy trì lượng đường trong máu và thúc đẩy cân nặng khỏe mạnh. Nếu bạn không có được giấc ngủ mà cơ thể cần, bạn sẽ gặp khó khăn trong các hoạt động thực sự tỉnh táo.